Trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Phim Trang bên em. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Em xin giới thiệu đến cả nhà cặp bông trang mỹ học đang cho hoa. Em ở bông hoa và hồng lót cho cả nhà. Thì đây là hai cây. Để cả nhà xem. Hai cây rất là đồng thanh đồng khẩu tương đồng nha. Đây là một cặp. Cả nhà mua thì cả nhà mua một cặp để gì mình trưng mình để hai bên để cho nó đều. Hai cặp, hai cây này là ảnh ra là ba tượng, là cái chẵn ba tượng rất là đều cây luôn. Đây, camera quay xuống đây giúp em. Đây rất là đều cây. Chẵn ba nha cả nhà, đều có nụ hết rồi, nụ. Đây, búp nụ hết. Đây là cái bông ảnh nở bung. Như này là nở hai phần, còn một phần là còn đang nụ. Cái nhà mua gì là vừa kịp nở luôn. Mấy cái này là ảnh còn búp búp nữa nè, ảnh này thì nụ nhỏ. Còn cây bên đây, còn cây bên đây thì ảnh nở bung hết rồi, còn một nụ ở đây. Cặp này là em lựa ra trong cái lô bông trang, em lựa ra cặp này là đang nở bông và đều nhất, em bán lẻ ra. Cả nhà đặt hàng thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600, và đó cũng là số Zalo của bên em. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh YouTube của em trong thời gian qua. Cả nhà đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em nhé. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.